Thưa quý vị, theo nhận định của nhiều chuyên gia, tương lai của trí tuệ nhân tạo AI đang hết sức rộng mở trên toàn cầu. Nắm bắt được xu thế này, thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng đón đầu, kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng và sức mạnh của công nghệ này, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên toàn cầu hiện đều tập trung phát triển bộ não trí tuệ nhân tạo dựa trên các cơ sở dữ liệu, từ đó giúp AI có khả năng nhận thức, tư duy và phân tích thông tin tiếp nhận từ các giác quan nghe, nhìn, đọc giống như con người. Xây dựng AI lấy dữ liệu làm trung tâm và Việt Nam có lợi thế về cơ sở dữ liệu. Việt Nam là điểm đến tiềm năng để đầu tư trí tuệ nhân tạo. Và để thúc đẩy sự phát triển của AI cần chú trọng hợp tác quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về AI. Tại Đà Nẵng hiện nay, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên địa bàn cũng đang được dành nhiều sự quan tâm. Hướng đến từng bước xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI của khu vực miền Trung cũng như cả nước, Đà Nẵng có nhiều thế mạnh và đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và chính sách ưu đãi để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin nói chung và AI nói riêng. Đà Nẵng thì theo tôi đánh giá thì là một nơi rất là thu hút ngành AI trong cả nước cũng như là quốc tế. Đà Nẵng hiện tại đang có con người và chính sách rất là hỗ trợ cho các việc phát triển về AI nói chung, nói riêng và cho ngành công nghệ thông tin nói chung. Để phát triển AI thì trước hết là cần phải con người, cái thứ hai là về hạ tầng, các máy móc để hỗ trợ cho việc training các model về AI. Tiếp theo đến là những đầu ra cho AI là cần phải có những đơn đặt hàng từ có thể là trong nước cũng như nước ngoài. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ nền tảng rất quan trọng để dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực và các tổ chức doanh nghiệp. Thành phố cũng đã định hướng công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số là một trong năm lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Trong đó, trí tuệ nhân tạo chính là một trong những chìa khóa quan trọng để Đà Nẵng đạt được mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.